Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật bạn hai cái tin rất là tốt về cả hai dự án. Thứ nhất là dự án mà các bạn tham gia khởi chạy Aerobe Testnet với dự án Helichain, và thứ hai nữa thì cái dự án mình khai thác ở trên mạng xã hội Telegram với dự án on-chain này. Thì cả hai dự án này đang có cái tin rất là tốt. Thứ nhất ấy, cái dự án mình tham gia khởi chạy phiên bản beta Testnet Aerobe này thì họ đã cho mình mở cái chức năng rút, và mình sẽ rút về trên nền tảng là Make Global. Thì như vậy trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn làm sao để bạn rút cái đồng Henny về trên nền tảng Make Global mình bán khi dự án bắt đầu là niêm yết. Ngoài ra nữa thì mình cập nhật bạn tin rất là tốt về dự án on-chain mà mình đào trên mạng xã hội là Telegram. Thì trong cái năm nay cái xu thế mà đào quay mining cũng là cái trend khá là hot. Và những cái nền tảng sàn dịch thì bây giờ cái phiên bản beta thì họ cũng luôn luôn là đón nhận những cái nền tảng trên đào quay để mà niêm yết ở trên sàn của họ, chẳng hạn như là cái dự án các bạn biết là cái dự án đào Lotcoin thì không những là ở trên Bybit hay là OKX mà họ đã được là niêm yết ở trên cái sàn mà lớn nhất thế giới là sàn Binance. Và tiếp theo nữa, dự án on chain cũng là cái dự án mà có cái lượng cộng đồng đăng ký khai thác ở trên Telegram khá là nhiều, và cách đây một ngày trước dự án cũng đã thông báo về cái việc là đã huy động được hai cái đợt vòng gọi vốn ban đầu. Và cũng đã có những cái bài tweet về là nền tảng OKX về cái tính năng tiếp theo cũng thể là future ở trên cái chuỗi on-chain. Và thứ hai nữa thì cũng có cái sự kiện Aerobe khi mà tham gia connect ví Web3 của là OKX với cái trang nhiệm vụ là Galaxy để mà ăn chia cái pool thưởng là 20.000 và sẽ chi trả dưới cái đồng token là on-chain. Trước tiên thì mình sẽ cập nhật và hướng dẫn cho bạn về cái cách làm sao để bạn rút được cái đồng Henny ở cái phiên bản beta nhé. Thì đây là cái phiên bản mà beta cũ trước đây mà mình tham gia, mình khai thác. Nhưng mà trước đây thì mình cũng đã dừng khoảng độ là mấy tháng mình không đào dự án này, vì mình cũng nghĩ là dự án này sẽ scam nên là mình cũng khá là tiếc khi mà đã bỏ mấy tháng không đào. Và dự án này chính thức là họ đã có một cái phiên bản mới ở trên cửa hàng Subplay trên điện thoại là iPhone, thì mình chưa thử có app hay không. Nhưng mà ở trên cái điện thoại mà Android thì bạn truy cập vào Subplay, bạn ghi cho mình cái chữ là Helichain thì nó hiện một cái app như này. Các bạn sẽ cài cái app này về để mà mình tiến hành, mình sẽ đăng nhập và sẽ rút cái đồng coin. Ở trên cái phiên bản beta thì mình đào được khá nhiều, nhưng mà ở trên phiên bản chính ấy thì phiên bản chính thì mình chỉ đào, nó chỉ cho mình có là 6.849 nhé. Còn ở cái phiên bản beta mình sẽ mở cho bạn xem là mình đang có là 119.751 cái đồng Henny Testnet. Nhưng mà ở trên cái phiên bản mà họ đang chuẩn bị cho mình rút này thì họ quy đổi cho mình sang được là 6.849 đồng coin là Henny. Và có một điều là các bạn lưu ý cho mình là khi mình download cái app này về để mà đăng nhập thì nó khá là lag, và đôi khi mình phải thực hiện làm đi làm lại rất là nhiều lần thì mình mới nhận cái code gửi về mail nhé. Thì khi mà các bạn cài cái app này, các bạn sẽ mở lên và mình sẽ tiến hành, các bạn lấy cái mail mà trước đây đăng ký với cái app mà đang khởi chạy Testnet này đấy và mật khẩu để các bạn đăng nhập, thì dự án sẽ gửi cho mình một cái code về mail. Các bạn sẽ đăng nhập vào mail để các bạn copy cái code đấy và các bạn xác nhận cái việc là mình đăng nhập trên cái app mới là Helichain. Và nó rất là lag, cũng thể là các bạn phải làm đi làm lại rất nhiều lần thì các bạn mới đăng nhập trên cái app mới nhé. Và để mà rút được cái đồng Henny này thì các bạn sẽ dùng cho mình cái nền tảng sàn là Make Global. Và nếu như bạn nào mình chưa có cái sàn Make Global này thì mình cũng sẽ để ngay cái đường link đăng ký và video dẫn đăng ký ở ngay bên dưới phần mô tả. Và sau khi các bạn đã có nền tảng sàn này thì bạn nhớ là phải tiến hành xác minh tài khoản KYC. Và sau khi mình đã KYC thì bắt đầu mình tiến hành thì mình sẽ nạp cái đồng Henny về đây. Thì cái cách nạp, các bạn sẽ bấm vào cái phần ví. Thì ở phần ví này các bạn nhìn thấy cái hình nạp màu xanh thì các bạn bấm vào đây. Ở cái ô tìm kiếm này thì các bạn sẽ ghi cho mình cái chữ là Henny nhé. Khi mà các bạn ghi xong chữ Henny thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ biểu tượng logo của là Helichain ở đây. Các bạn click vào đây. Và đây thì các bạn cần phải là bấm vào đây, mình sẽ tạo một cái địa chỉ ví nhé. Nếu như mà mình rút lần 2, lần 3 thì không cần. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà các bạn bấm để mà mình thực hiện mình nạp thì sẽ có phần là nhấn vào đây để mà tạo cái mã ví. Thì các bạn bấm vào đây. Và đây sẽ có một cái cảnh báo thôi. Thì các bạn cứ là tích vào đây và mình sẽ... Các bạn tích đây và các bạn bấm nút là gửi, có nghĩa là mình đồng ý với cảnh báo của là dự án nhé. Các bạn xác minh cái mã captcha. Ở bên trên nó có 3 hình ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy bên dưới này. Chẳng hạn đây là cái hình số 1 nhé. Ở đây sẽ là cái hình số 2, ở đây là hình số 3. Thì tương đương các bạn sẽ bấm theo cái ký tự nó là 1 này.
2 này, 3 này. Đấy, các bạn bấm OK ở đây. Và như vậy thì cái này là tính năng để mà chống cái việc là mình copy nhầm mã ví, thì các bạn đã bấm đây mình gửi đấy, thì các bạn sẽ về cái mail để mình kiểm tra xem là dự án gửi cái mã ví mà mình đang chuẩn bị copy để mà làm có chính xác với cái ví mình lấy trên nền tảng sàn hay không. Thì đây là cái mã ví của mình mà dự án gửi về qua mail, thì mình chỉ cần là check bốn số đầu và bốn số cuối, chẳng hạn bốn số đầu của mình sẽ là H là E N I và bốn số cuối của mình sẽ là S 24 C Z. Thì ở đây các bạn bấm vào chỗ là hủy này để mình nhìn mã ví nhé. Là chẳng hạn là mình bốn số đầu cũng là chính xác ở trên mail và bốn số cuối mình đã chính xác ở trên mail, thì mình sẽ bấm đây mình copy. Sau khi mà copy thì bạn quay lại cái phiên bản Handy với phiên bản app mới, còn app cũ là mình không thể nào mình thực hiện mình rút được đâu. Các bạn sẽ nhìn thấy cái nút là transfer ở bên dưới này, thì các bạn bấm vào chỗ transfer ở đây. Ở đây thì bạn sẽ click vào cái biểu tượng chữ withdraw nhé. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ dán mã ví vừa copy ở trên Mac Global ở đây. Thì mình sẽ dán mã ví này. Bên dưới thì tự động nó hiện là handy, các bạn không phải làm gì. Và ở cái phần là số lượng rút này thì mình có bao nhiêu mình sẽ chọn hết. Chẳng hạn ở đây mình có 6.849,5 thì mình sẽ chọn là Max. Và nó sẽ có ba cái lựa chọn để các bạn thực hiện cái phí gas mình thực hiện mình rút. Nếu mà cái phần Now này là cái phần mà rút chậm nhất ở cái mục này, thì cũng là cái mục mà rút tốn là 0.02 đồng Henny, là cái rút số 2. Còn ở cái mục là 2 này là cái mục mà rút nhanh nhất. Thì như vậy dự án khuyến cáo là mình chọn cái giữa này, nhưng mà mình sẽ thực hiện mình rút nhanh nên là mình sẽ chọn cái phần mà trả phí gas cao hơn, thì mình sẽ tích ở ô bên này và mình sẽ bấm một chỗ là confirm withdraw ở đây. Và như vậy mình đã thực hiện rút thành công ở trên app là Handychain, thì các bạn có thể là kiểm tra lại xem là số lượng mà trên app này dự án đã trừ chưa nhé. Cũng có thể là khi mình rút xong mình trừ bằng không, nhưng mà chưa chắc đã nhận ngay được ở trên Mac Global đâu. Thì các bạn cần phải là chờ khi mà nhận được cái mail của là Mac Global mà họ gửi về cho mình ấy, thì lúc đấy mới là chính xác cái việc là mình đã nhận được cái đồng Henny. Các bạn có thể kiểm tra ở cái mục là ví support nhé. Ở đây sẽ có mục là ví support này, thì đa phần là ở trên nền tảng Mac Global họ sẽ gửi trực tiếp mình về trên ví support. Thì các bạn vào ở đây các bạn sẽ bấm một chỗ là tìm kiếm và các bạn ghi cho mình chữ là Henny. Khi mà các bạn nhận được thì sẽ ở đây nhé. Và cái này thì các bạn cần làm nhanh vì chính thức sẽ là mở giao dịch niêm yết cái đồng Henny này vào khoảng là 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng nhé, 2 tiếng 57 phút thì chính thức sẽ niêm yết cái đồng Henny ở trên Mac Global. Cái lúc mà các bạn nhận được đồng coin này về nhưng mà nó chưa niêm yết thì đồng nghĩa với việc là nó chưa có giá, nên là ở cái ô tìm kiếm ấy các bạn sẽ cần bấm một chỗ là hiện cái tài sản mà nó nhỏ hơn 1 đô, thì khi bạn bấm vào tìm kiếm này, nếu mà mình nhận cái đồng Henny về đây nó sẽ ở đây cho bạn nhìn thấy. Còn cái trường hợp mà nếu mà các bạn tích mà ẩn đi là những cái tài sản mà nó chưa niêm yết thì nó sẽ không hiện. Và đây là cái mục mà giao dịch support cái đồng Henny trên USDT, và cái thời gian đếm ngược thì còn lại là 2 tiếng 56 phút sẽ là mở niêm yết cho mình là giao dịch mình sẽ bán. Thì các bạn kiểm tra ví khi nào mà các bạn nhận được cái đồng Henny thì sẽ ở cái danh mục ví support này, thì đến thời gian mà mở niêm yết thì các bạn bấm mục là giao dịch này và sẽ tìm đến. Nếu mà các bạn không thấy nó hiện mặc định đây thì các bạn có thể vào cái ô tìm kiếm này, các bạn ghi cho mình cái chữ là Henny. Khi mà các bạn ghi như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là Henny trên USDT, thì các bạn bấm vào đây để mà nó mở vào cái giao diện giao dịch support. Rồi như vậy đây cũng là cái tin rất là tốt khi mà cái dự án Henny này chính thức là họ đã phát airdrop và cho cộng đồng rút về cái nền tảng là Mac Global để mà bán. Còn bây giờ mình sẽ là cập nhật cho bạn cái tin rất là tốt nữa về cái dự án on-chain nhé. Dự án on-chain này thì cũng là một cái dự án có thể là thành công rất là mạnh sau khi mà dự án NotCoin đã thành công. Và với dự án on-chain này thì có thể sẽ là niêm yết ở trên nền tảng là OKX. Vì ở đây cách 10 giờ trước dự án cũng có một cái bài đã là tweet với OKX. Và ngoài ra thì cái trang sự kiện Galaxy mà ăn chia cái pool thưởng là 20.000 dưới cái mã thông báo token là on-chain thì cũng đã được là đề xuất để mà thông qua việc airdrop liên kết với ví Web3 của là nền tảng OKX. Và như vậy với dự án on-chain này, thứ nhất là họ chạy trên cái mạng Bay, và thứ hai nữa thì phải lên đến là 90% thì cái đồng on-chain
Có thể sẽ niêm yết ở trên nền tảng OKX vì ở đây có rất nhiều sự kiện hai bên dự án sàn OKX và bên phía on-chain đã có rất nhiều cái sự kiện là tương tác với nhau ở trên kênh chính là Twitter, và ngoài ra thì cái trang sự kiện ở trên Galaxy thì cũng đã có sự kiện là connect ví Web3 của là OKX. Và ở trong cái app nào này thì có cái phần là ở mục là bot này, thì khi bạn bấm đây các bạn sẽ nhìn thấy có một cái sự kiện là mình bấm vào đây để mình có thể là nhận được 10.000 token nhé. Các bạn bấm đây như kiểu là mình cần phải là verify cái ví Web3 của là OKX. Và như vậy có thể là sau này mình sẽ rút cái đồng on-chain theo cái ví mà mình xác minh với nhiệm vụ. Ở đây thì thứ nhất là các bạn về cái nền tảng ví Web3 của là OKX. Các bạn xem là mình muốn là liên kết ví nào thì các bạn thực hiện cái việc là mình chuyển cái ví đấy nhé. Chẳng hạn ở đây mình có rất nhiều ví này, mình có rất nhiều ví ở trên ví Web3 của là OKX, thì mình xác nhận cái ví nào mà mình thực hiện mình liên kết với dự án on-chain thì mình sẽ tích ở đấy. Ở đây mình sẽ dùng cái ví 1 nên là mình sẽ tích ở đây. Khi mà các bạn mở cái ví này ở trên Web3 lên thì lúc đấy các bạn mới quay quay lại cái app nhé. Là quay lại app này các bạn sẽ bấm vào cái mục này để mình sẽ là xác minh ví. Và lại mình làm nó bị lỗi nên là bây giờ có thể là mình phải thoát app ra nhé. Các bạn lưu ý cho mình là khi mà chọn vào cái mục bot này thì mình cần phải là mở cái ví Web3 của là OKX trước. Do lúc trước mình chưa sẵn sàng cái ví mà mình muốn liên kết ấy, nên là mình bấm vào hủy, thì bây giờ mình bấm lại chỗ là connect này nó hơi lỗi chút là mình chưa vào lại mà mình liên kết được nhé. Thì các bạn đăng nhập lại cái app mình đào, các bạn bấm mục bot này, các bạn nhìn thấy chỗ là OKX này thì các bạn bấm vào đây mình sẽ verify ví. Và khi nó mở lên như này thì các bạn bấm vào chỗ là xác nhận để mình thực hiện cái việc là mình sẽ liên kết cái ví Web3 của nền tảng OKX vào trong cái app mình đào on-chain của là Telegram, thì mình bấm xác nhận ở đây. Rồi như vậy thì các bạn bấm chỗ connect ví ở đây. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng và ví bên trên mình này đã connect thành công nhé. Và ở đây sẽ có chỗ mình như kiểu làm nhiệm vụ thì bạn bấm vào đây. Khi bạn bấm vào đây thì quay trở lại đây, mình bấm đây mình nhận thưởng nhé. Và như vậy sau khi mà liên kết ví thành công thì quay đây các bạn sẽ nhận được là 10.000 nhé. Mình vừa bấm đây mình đã nhận thành công là 10.000 token là on-chain. Và ở cái mục bot này thì mỗi một ngày họ sẽ cho mình là check in để mà nhận một cái lượt đào miễn phí. Nên mỗi một ngày thì bạn đào xong ở bên ngoài nhớ là vào mục bot và bấm vào đây để bạn nhận một cái lượt đào miễn phí. Và dự án on-chain cũng là một cái dự án đào quay rất là tiềm năng ấy, và cũng như là 99% đã xác định là dự án sẽ thành công và niêm yết ở trên nền tảng là OKX. Nên trong này còn đào được là miễn phí thì hàng ngày các bạn nhớ là đăng nhập vào đây để các bạn tiến hành. Mình khai thác được càng nhiều cái đồng on-chain thì càng tốt khi mà dự án cho rút. Như vậy trong nội dung thì mình cũng đã hướng dẫn chi tiết các bạn về cái cách mình rút đồng HENNY về trên Max Global và cập nhật các bạn về cái xác minh ví với dự án on-chain. Thì hy vọng là các bạn xem được video để các bạn tiến hành, các bạn sẽ rút cái dự án HENNY này về trong cái thời gian mà dự án chuẩn bị là mở niêm yết. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.